Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, đối tượng Trần Công Bình, 40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai và Phạm Công Thiện, 38 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau tại một quán nhậu thuộc ấp 3, xã Xuân Hưng, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Trần Công Bình đã rủ 7 đối tượng mang theo hung khí, dao rựa, dao tự chế, kiếm, gạch đá đến nhà Phạm Công Thiện để trả thù. Khi đến nơi, thấy Thiện đang ngồi nhậu tại hiên trước nhà cùng 6 người bạn, hai bên đã lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự công cộng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được 14 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.